Rồi, cái xin chào các bác. Thì trên tem đây đang có vài cái cục pin new gen của con V60 các bác nhé. Thì như các bác cũng biết rồi, cái pin new gen của con V60 nó cũng khá là hiếm, cho nên là thỉnh thoảng mới về được ít thôi các bác. Cho nên là anh em nào mà có nhu cầu cần tay pin của con V60 ấy, thì liên lạc sớm với em nhé, tại vì em nghĩ là nó cũng hết hàng nhanh thôi. Thì như các bác biết rồi, cái pin của V60 thì nó có rất nhiều loại, tại vì nhiều anh em cũng không biết được pin của mình đang là pin zin hay là pin low ấy. Thì đây em sẽ có đủ các loại để cho các bác để các bác phân biệt cho các bác nhé. Thì đây đây là một cục pin zin nhé, zin bóc máy nhé các bác nhé. Thì khi mà các bác bóc máy ra ấy, thì đương nhiên là cái việc mà ở cái mặt sau ấy nó sẽ bị nhăn nheo là chắc chắn nhé các bác nhé. Không có cục pin bóc máy nào mà nó còn bằng phẳng như cục cục còn chưa sử dụng này đâu các bác nhé, nó chắc chắn nó sẽ bị nhăn nheo đấy. Thì các bác chú ý nhé. Thì cái cục pin bóc máy này thì nó như thế nào, thì nó có ngon hay không, thì đương nhiên ấy, pin bóc máy nó vẫn là pin ngon. Tuy nhiên ấy, thì là nó đã được sử dụng rồi, nó được sử dụng một thời gian lâu dài rồi, cho nên là nó chất lượng của nó chắc chắn nó sẽ không thể bằng cái cục new gen này được, chưa hề sử dụng này được các bác nhé. Và cũng không biết được là có thể nó còn bị hay bị lỗi cái kiểu là gần 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 hết pin ấy, tầm khoảng 30% đổ lại ấy, nó hay bị sập nguồn ấy, kiểu kiểu vậy. Thì đương nhiên nếu như các bác không tìm được cái pin zin new như này thì các bác có thể mua cục bóc máy cũng được các bác nhé. Đấy là cục ngon thứ hai rồi, còn cục con đầu tiên ngon ngon nhất vẫn là cục new zin các bác nhé. Đấy, tiếp theo là một cục pin loại linh kiện loại một các bác nhé, linh kiện loại một. Thì cái linh kiện loại một này ấy, nó vẫn khá là ngon các bác nhé. Cái độ dày của nó nhé, đây em sẽ đo luôn cho các bác nhé. Cái độ dày của cái cục zin new này, đây các bác nhìn thấy không? Độ dày của cục zin new sẽ tầm khoảng là tầm khoảng đây, tầm khoảng là 5,5 mm nha các bác nhé. Đấy, cục bóc máy đây. Đấy, bóc máy cũng thế nhé, bóc máy cũng tầm khoảng 5,5 mm các bác nhé. Và đây đây là cái cục linh kiện loại một đây. Đấy, nó cũng sẽ tầm khoảng là 5,2 hoặc là hơn 5 một chút nhé, hơn 5 mm một chút nhé. Đấy, thì nó cũng còn rất là ngon. Có nghĩa là nếu các bác không không mua được cục zin thì các bác có thể mua cục linh kiện. Cục linh kiện em vẫn có bán nhé, cục linh kiện này em chỉ bán là 250.000 thôi, thì nó vẫn khá là ngon. Nếu mà so với cái zin new này này thì em nghĩ nó được khoảng tầm tầm 8 8 đến 9 phần phần 10 so với cục new zin các bác nhé. Nó phải được gần 10, à gần gần 9 đấy các bác nhé. Đấy, cho nên là cái cục này đương nhiên là nó sẽ không thể ngon bằng cục new gen này được, nhưng mà nó vẫn dùng ok. Và em đã bán cục này rất nhiều rồi, thì tại vì cái cục new gen này nó ít lắm, cho nên là vẫn bán cái cục này là chủ yếu thôi các này, tại vì nó dùng vẫn ok, mà trong khi mà không có cái cục new gen này thì vẫn phải bán cái cục này thôi. Đấy, thì cái cục này nhá là cái loại linh kiện loại một các bác nhé, là vẫn dùng, em nghĩ là dùng nó là ngon, nó được tầm gần 9 trên 10 so với cục new zin các bác nhé. Còn đây đây là một cục linh kiện loại 2 các bác nhé. Loại 2 này thì em bán chỉ bán có 200 thôi, thì đương nhiên nó sẽ không thể ngon được bằng cái cục linh kiện loại 1 này. Đây thì cái độ dày của cái đây các bác nhìn này. Cái độ dày của cái cục linh kiện loại 2 này này nó chỉ khoảng tầm 4,5 mm thôi. Đấy, 4,5 mm thôi. Đấy, thì nếu mà đang nói về cái dung lượng ấy thì trên cái tem mác của nó vẫn ghi là đủ là 5.000 thôi. Thì nếu như mà theo cái kinh nghiệm của em nhá, cái cục new gen này nhá là được 5.000 đúng không, thì cái cục loại 1 này này thì em nghĩ nó được khoảng tầm 4.500. Đấy, còn cái cục loại 2 này này thì em nghĩ nó được khoảng tầm 4.000 thôi. Đấy, còn cái cục zin bóc máy này thì hên xui lắm. Cái cục tại vì nó không phải là hàng mới, mà không phải là hàng mới, hàng sử dụng rồi, thì nó tùy lắm, nó tùy cái người mà sử dụng trước ấy, cho nên nó không biết được. Nhưng mà nói chung là cái nào về, tại vì bên Android hoặc là bên V60 thế thôi, nó không có cái phần mềm mềm nào để mà đo được cái dung lượng còn lại của cục pin, cho nên là chỉ đánh giá theo cái kinh nghiệm và cái mức sử dụng hàng ngày thôi. Đấy, cho nên là cũng không biết được. Thì đây em đang có tất cả những cái loại tất cả các loại pin của V60 các bác nhé. Cho nên là anh em là cần cái pin new gen như này thì liên lạc sớm với em, tại vì nó sẽ hết hàng nhanh thôi. Đấy, và các bác thấy này,
khi mà cục New Jean ấy, các bác nhìn thấy đây này, cái mặt sau của nó này, đấy cái mặt sau nó theo, nó còn bằng phẳng và chưa hề có vết gì về việc sử dụng các bác nhé, chưa hề có vết gì về việc sử dụng, cho nên nó rất là ngon. Cục pin này nó đang là ngon nhất của V60 các bác nhé. Đấy, ok, thì cái cục pin New Jean này em bán là 350.000 các bác nhé. Ok, chào các bác.